Nhắc đến những thương hiệu mà đình đám xưa của Nhật Bản thì Akai nổi lên là một cái hãng mà chuyên về bánh cối hoặc là đầu canh. Nói tới ai cũng biết. Hôm nay mình giới thiệu các bạn cái con Akai 630D với giá cực kỳ tốt, một cái đầu bánh cối chạy được cả bằng 10 inch, bằng 7 inch và bằng 5 inch. Nếu các bạn mua cái máy này, mình sẽ tặng cho các bạn một cái cặp hub. À, cặp hub này. Và tặng kèm một cuốn băng mình có thu sẵn, băng này thì xương nhôm luôn. Thì AK 630D là một cái dòng lớn nha, thị trường đang bán khoảng 20, nhưng mà giá bên mình cực kỳ hợp lý luôn, đã tặng rồi mà còn bán rẻ nữa, chỉ có 17 triệu 500 ngàn cho cái máy này thôi. Điện 100V rất là đẹp, mặt mũi đẹp, vỏ gỗ còn rất là mới, chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Máy này là 4 trắc nha, 4 trắc, hai VO nhảy rất là đẹp. Chúng ta thấy là máy còn quá mới luôn. Đây. Không những là sưu tầm mà nghe cực kỳ hay. Nếu như những ai thích hồi cổ, nghe những nhạc xưa trước 75 hoặc là thu những bản nhạc theo phong cách acoustic mới bây giờ vào bằng cối nghe rất là hay. Mình rất là ấn tượng ở khả năng thu âm của cái máy này, nó thu rất là chuẩn, đầu tư còn rất là tốt nha. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có cái đường ra và đường đường vào của thu. Đây. Đó. Đó mình đang bấm gắm vào đường ra. Còn đường vào thì các bạn nếu chúng ta thu chúng ta bấm vào đường vào nha. Điện 100V. Cái máy này chúng ta cũng có thể để nằm được. Giờ mình để sát tường quá nên nó khó quay phía sau. Rất là đẹp nha. Chỉ có 17 triệu 500 ngàn tặng một cặp hub, một cặp băng, bao ship cho các bạn. Quá rẻ luôn. Akai GX630D. Bây giờ mình sẽ thử cho nó hoạt động rồi nha. Bấm cái nút này là play này. Giờ mình tua rồi này, tua bên hướng này đi. À, cái băng mà nhựa này thì mình không tặng thề nhé, vì cái băng này cái nhựa của nó hơi ột ẹt rồi, nên mình tặng cho các bạn cái băng xương nhôm này vừa tốt hơn mà mình thu nó nhạc nó mới hơn. Đó. Cái bài này mình nghe mình cũng không thích lắm. Một cái bài như vậy á, một cái cuốn băng như vậy nó sẽ được khoảng 10 bài thôi, chưa đến thôi. Nên khi mình tua cũng phải lâu nó mới qua một bài. Anh đơn câu giữa đêm sâu ngõ không màu sống lạc loài thân đơn côi cho tôi say chìm trong bóng tối. Bài này cũng dở luôn. Tốc độ tua nó rất là nhanh. Thank you.
cơn đau qua miền thương nhớ. Bây giờ mình thắng một đoạn nhạc này. Tôi không buồn vì rằng biết nhau khi đời gió mưa đã nhiều rồi. Tình yêu riêng tôi, tình yêu của người, nhường tình quê hương 20 tuổi cười buồn. Giấc ngủ dù nhiều gian khổ, câu nói thương ai vẫn ngọt trên đầu môi. Đầy xa ơi, chọn từ nhau rồi, chỉ xin anh một điều, tìm trong tương lai bằng tay rìa thu, tìm về xưa trong giấc ngủ đời chưa, tìm về đêm xưa trong giấc ngủ đời chưa, tìm về đêm xưa trong giấc ngủ đời chưa, tìm về đêm xưa trong...